Choáng với dàn F-35 xếp hàng ngay ngắn trên tàu đổ bộ tấn công Mỹ. Việc triển khai một số lượng lớn chiến đấu cơ F-35 phiên bản F-35B lên tàu đổ bộ tấn công của Mỹ đã biến các tàu này thành tàu sân bay đích thực. Cuối tuần vừa rồi, Hải quân Mỹ đã khoe tàu đổ bộ tấn công LHA-6 mang tên USS American với dàn trang bị đầy đủ dàn máy bay F-35 phiên bản F-35B. Tổng cộng có 13 chiến đấu cơ F-35B đã được triển khai trên boong cất cánh của tàu đổ bộ tấn công này. Ngoài ra nhiều khả năng, dưới khoang của LHA-6 vẫn còn một lượng lớn F-35B khác được lưu trữ. Với việc có các chiến đấu cơ F-35B trong biên chế hứa hẹn giúp các tàu đổ bộ tấn công của Mỹ có sức chiến đấu không thua kém gì những tàu sân bay của nước này. Trong quá khứ, Mỹ từng sử dụng một lượng lớn tàu sân bay hạng nhẹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và có vẻ như lực lượng hải quân của nước này đang muốn các tàu đổ bộ tấn công của mình được tiến hóa thành tàu sân bay hạng nhẹ. Thang máy đẩy đang đưa một chiếc F-35B của không quân, hải quân Mỹ từ khoang chứa hàng lên boong cất cánh. Về mặt lý thuyết, tối đa các tàu đổ bộ tấn công lớp American của Hải quân Mỹ sẽ mang theo được 20 máy bay F-35B hoặc 20 chiếc AV-8B. Loại máy bay chiến đấu được trang bị trên các tàu đổ bộ này trước khi F-35 ra đời. Với khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, chiếc chiến đấu cơ F-35B hoàn toàn phù hợp hoạt động trên tàu đổ bộ tấn công mà không cần cải biên sửa chữa quá lớn. Tuy nhiên, một nước đi khá khó hiểu của Hải quân Mỹ trong tương lai đó là nhiều khả năng các tàu đổ bộ đời mới của Mỹ sẽ cắt giảm khả năng mang máy bay, thay vào đó là tăng diện tích của khoang đổ bộ phục vụ việc đổ bộ đường biển ở quy mô lớn hơn. Trước khi các chiến đấu cơ F-35B được biên chế vào lực lượng này, dòng máy bay chiến đấu AV-8B vẫn là sự lựa chọn duy nhất của các tàu đổ bộ tấn công Mỹ. Thậm chí xét một cách khách quan, AV-8B lợi hại hơn cả F-35B vì nó có khả năng hạ cánh, cất cánh thẳng đứng hoàn toàn. Nghĩa là không cần dọn đường băng cho AV-8B cất cánh mà nó sẽ cất cánh như trực thăng. Tuy nhiên, AV-8B đã phải đánh đổi khá nhiều để có thể cất cánh được thẳng đứng như máy bay trực thăng. Sự đánh đổi lớn nhất của AV-8B đó là nó có tốc độ tối đa hơn tốc độ siêu âm và mang được chỉ 4 tấn vũ khí. Trong khi đó, F-35B có khả năng mang theo tối đa 8 tấn vũ khí và tốc độ tối đa Mach 1.6, nghĩa là tương đương với phiên bản F-35C vốn được thiết kế để cất cánh bằng máy bay phóng và hạ cánh bằng cáp hãm đà trên hàng không mẫu hạm. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.